cô gái người Chăm lần đầu tiên diện bikini lọt top 70 Hoa hậu Hoàn Vũ. Nữ sinh 21 tuổi tại đấu trường sắc đẹp, thích diện quần sọt và chân váy cùng những trang phục truyền thống của quê hương cô. Đàn Vương Huyền Trân, cô gái Chăm ở Ninh Thuận, gây chú ý khi lọt top 70 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Huyền Trân cao 1m76 và nổi bật với những bộ cánh dân tộc Chăm từ ngày đầu tham gia cuộc thi. Cô sinh năm 2001, có số đo 3 vòng là 86, 64 và 96, đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Huyền Trân cho biết, từ khi học cấp 2, chiều cao của cô đã nổi trội hơn bạn bè cùng lứa. Điều này từng khiến cô tự ti nhưng giờ đây lại trở thành thế mạnh. Nó giúp cô có thể tự tin tỏa sáng. Trong bất kỳ bộ trang phục nào, dù là đồ truyền thống hay váy áo dạ hội lộng lẫy. Ngày thường, Trân thích ăn mặc năng động, khỏe khoắn và thoải mái để đi chơi, đi học cùng bạn bè. Mới đây, cô nàng táo bạo khi ứng dụng chiếc áo cúp ngực đẹp mắt, mang sắc xanh rực rỡ trong buổi chụp ảnh thời trang. Chân dài đã quá quen với những bộ cánh kín đáo và mộc mạc khi ngồi trên ghế nhà trường cho đến thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, ngay lần đầu tiên trình diễn bikini trước công chúng tại Hoa hậu Hoàn Vũ, cô nàng khá lúng túng và e ấp.